mớm cơm cho trẻ. Liệu những thói quen này của người lớn có ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ? Không, mớm cơm cho cháu, con cháu mình thì bình thường, không có gì. Kể cả ông bà rồi bố mẹ, cái thơm anh nữa. Cũng biết là sai đấy nhưng mà cũng cứ thích. Như ngày xưa thì làm thói quen tốt nó tạo ra tình cảm ấy. Nhưng mà bây giờ kiểu nhiều các loại vi khuẩn các thứ này là em không làm. Mình thì cũng thường xuyên ôm hôn con nhưng mà cái vấn đề về mớm cơm thì không. Ý kiến của chuyên gia về thói quen hôn môi và mớm cơm cho trẻ. Thực ra hôn môi hay là mớm cơm cho trẻ thì nó nằm trong một cái, có nghĩa là một cái tiếp xúc mà của đường hô hấp. Và vì vậy thì khi mà các cái hành động như vậy có thể gây nên các cái bệnh lây truyền theo đường hô hấp cũng như là một số bệnh của đường tiêu hóa mà có liên quan đến miệng. Ở trong khoang miệng thực sự ra lại là rất là nơi rất nhiều vi khuẩn. Các vi khuẩn cư trú ở trong miệng thường là những vi khuẩn tị khí. Khi mà truyền từ những người lớn sang em bé thì nó sẽ không phải chỉ là miếng cơm nữa mà nó còn kèm theo một số loại vi khuẩn. Tại khoa quốc tế Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày tiếp nhận từ 20 đến 30 trẻ đến khám có dấu hiệu đau dạ dày. Trong đó tỷ lệ nhiễm HP ở bệnh nhi viêm dạ dày chiếm tới 90%. Đáng nói, vi khuẩn này hầu hết đều kháng thuốc kháng sinh thông thường. HP thì sẽ việc đầu tiên trước mắt thì sẽ gây cho trẻ một cái tình trạng có thể đấy là gì ạ? Có thể là viêm dạ dày. Và viêm dạ dày khi HP là một trong những các yếu tố mà người ta nói đến là tiền căn của có thể là phát triển đến ung thư hoặc là những cái bệnh nó gây nên tình trạng viêm mãn tính và làm cho em bé thì em bé sẽ kém hấp thu, em bé sẽ chậm phát triển về thể chất. Hầu hết các bệnh nhi nhiễm vi khuẩn HP đều có biểu hiện đau bụng. Vì vậy phụ huynh thường chủ quan cho rằng con bị rối loạn tiêu hóa nên đưa con đi khám muộn. Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tránh những tiếp xúc trực tiếp như hôn hoặc mớm cơm để phòng nguy cơ lây bệnh cho trẻ. Trước thực trạng lây lan đáng báo động của vi khuẩn HP, nếu như không may lây nhiễm thì xử trí ra sao? Hãy cùng lắng nghe những khuyến cáo của các chuyên gia để đối phó với vi khuẩn nguy hiểm này. Chuẩn đoán HP rất đơn giản. Nó có nhiều phương pháp để chuẩn đoán. Một trong phương pháp phổ cập hiện nay là test ure qua hơi thở. Thứ hai là nội soi sinh tiết lấy bệnh phẩm thử vi khuẩn HP. Khi đã chuẩn đoán được vi khuẩn HP thì cần phải được điều trị một cách bài bản. Chính chúng ta điều trị không bài bản, chính ta điều trị không đúng, chính ta điều trị không theo dõi một cách chuyên căn mà dẫn tới cái việc kháng thuốc trong vi khuẩn HP ngày càng cao. Điều trị vi khuẩn HP là điều trị đa thuốc, người ta kết hợp rất nhiều. Ví dụ bọc niêm mạc dạ dày, giảm tiết ức chế và kháng sinh. Bởi vì bản thân nó là một xoắn khuẩn,